Yo, chào mừng các em đã quay trở lại. Lại là mình Leo đây. Và như vậy là hôm nay chúng ta đã nhận được cái trang phục thay thế của Jean Amber, Rosalia, Mona, giống như là cái thông báo trước đó. Và chỉ còn các em vào trong mail là chúng ta có thể nhận được ngay. Yahoo, vào trong mail và lựa thôi. Nhưng mà khá là bất ngờ khi mà nó chỉ có cái tên mới thôi, chứ còn những hình ảnh nó vẫn sử dụng những cái hình ảnh cũ. Và lúc này trong trang phục của nhân vật đã xuất hiện thêm một trang phục mới được đánh dấu là 4 sao. Và các em cũng có thể thấy rằng là tất cả các trang phục hiện tại của chúng ta có cũng chỉ ở nằm mức độ 4 sao mà thôi. Thậm chí là những cái trang phục mà chúng ta buộc mua bằng đá sáng thế thì vẫn chỉ là 4 sao. Như vậy theo anh em là trong tương lai liệu chúng ta sẽ có những cái trang phục 5 sao với những cái hiệu ứng đặc biệt hay không? Chứ còn riêng mình á, mình nghĩ rằng có đó các anh em. Nhưng mà có lẽ là còn rất lâu nữa cơ, khi mà Genshin Impact đã mất dần sức hút. Chứ còn hiện tại thì mình nghĩ rằng Miyojo cũng chỉ cung cấp cho chúng ta những cái trang phục 4 sao là quá đỉnh rồi. Chứ còn những cái trang phục 5 sao thì có lẽ nó sẽ là những cái đột phá khi mà game có những cái thay đổi lớn. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đánh giá nhanh qua những trang phục mới này, nó so với lại những cái trang phục trước đó nó như thế nào nha. Để cho các anh em chưa biết thì trong phiên bản 2.4, Genshin Impact tại quê nhà đã vướng phải những cái vấn đề đối với lại kiểm duyệt. Vì vậy cho nên Miyojo đã sửa nhanh trang phục của 4 nhân vật này. Và đến bây giờ thì mới có thể cập nhật thiết kế lại trang phục hoàn chỉnh của 4 nhân vật này. Thì đối với lại những cái người chơi tại server Trung Quốc thì sẽ phải sử dụng những cái trang phục này như là những cái trang phục mặc định. Còn đối với lại những người chơi quốc tế giống chúng ta thì thoải mái hơn. Chúng ta được nhận giống như là một cái tùy chọn thêm. Chúng ta không mất cái gì cả và cũng không phải đánh đổi cái gì cả. Vì vậy cho nên là với sự xuất hiện thêm của 4 bộ trang phục này mới này thì thật sự rất là tuyệt vời. Đầu tiên đó chính là trang phục của Jin. Mình đánh giá đây bây giờ nó đã kín đáo, đã bị sửa lại phần cổ. Nhưng mà cá nhân mình thì mình thấy rằng nó lại toát lên cái khí chất quý tộc và trang nghiêm của đoàn trưởng Jin. Còn đối với là Mona thì mình thấy rằng nó cũng rất là đẹp đó. Nhưng mà có hơn được cái bộ trang phục cũ hay không thì câu trả lời là không. Có thể là nó lạ mắt, ban đầu chúng ta nhìn thấy là rất là lạ mắt. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn nhận một cách tỉ mỉ hơn thì cái bộ trang phục của Mona nó đồng nhất ở trong cái sáng tạo và nó toát lên một cái vẻ gì độc đáo hơn so với lại những cái nhân vật khác. Trong khi đó thì bộ trang phục mới tuy là rất đẹp nhưng mà mình cảm giác như nó lại rất là tương đồng với lại những cái bộ trang phục, ví dụ như là trang phục của Yoler. Tiếp theo đến trang phục của Amber, nếu mà các anh em không để ý thì các anh em sẽ không thấy được cái sự thay đổi của bộ trang phục này. Và cá nhân mình đánh giá là tuy cái trang phục mới của Amber nó lạ mắt, nhìn nó có vẻ ra dáng kỵ sĩ hơn, tuy nhiên là vẫn không đẹp hơn được cái trang phục cũ. Và nếu như mình nhìn kỹ thì cái trang phục cũ nó sắc sảo và nhìn nó thích mắt hơn. Và cuối cùng chúng ta hãy đến với lại cái nhân vật bị thay đổi ngoại hình nhiều nhất ở trong Genshin Impact hiện tại, Rosalia. Rõ ràng là cái trang phục mới này của Rosalia nó đã ra dáng tu nữ hơn rất nhiều. Nhưng mà cá nhân mình thì là mình đánh giá là nó mất đi cái sự gai góc vốn có của Rosalia. Đặc biệt quần lưới là một trong những cái đặc sắc của cái nhân vật này thì nó đã mất hoàn toàn. Như vậy là dù cho những cái bộ trang phục mới này nó rất là đẹp, rất là lạ mắt, nhưng mà sau một khoảng thời gian sử dụng thì mình cảm giác là có vẻ là mình vẫn thích những cái bộ trang phục ban đầu hơn. Nó giống là mối tình đầu vậy. Dù gì thì nó vẫn là những cái bộ trang phục đã theo với lại chúng ta rất lâu rồi. Đó chính là những cái đánh giá của mình. Còn các anh em đánh giá như thế nào về những trang phục mới này? Các anh em có sử dụng nó hay không? Đừng quên hãy chia sẻ xuống bên dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận thêm. Còn bây giờ thì tạm biệt các anh em và hẹn gặp lại tất cả các anh em trong những nội dung sau.